Hello mọi người nha, em thương chào tất cả cô chú chị khách hàng nha. Em thương lên sóng giao lưu với cô chú chị khách hàng 4 cục tắc dây carbon 3 28 kg. Đây, vân thì nói chung là nó quá là nhức nách mọi người, nó còn chưa sụn nữa cơ. Đây, 4 cục dây 28 kg. Nói chung là nó có cục đứng được, cục không đứng được nên em cho nằm tất mọi người. Chiều dài cái này được 56 này. Từ đây lên đây là 23 này. Ngang là 20 này. Chiều dài cục đây được 32 này. Chỗ này được 14 này. Chỗ này được 14 này. Vân này mọi người này. Chiều dài cục này được 55 này. Từ chỗ mẫu đây được 40 này. 19 này. 15 này. Nói chung là cái này các bác đục chim chóc hoa lá cành hoặc giả đá chơi nhá. Đấy, cục đây cũng rất là đẹp này. Cục đây dáng rất là bay. Cục đây 60 chiều cao. Cục đây rất lắm mụn, 20 này, 11 này. Cái này được 8 phân này. Mọi người nhìn, có cả nu luôn. Chun sụn. Nói chung hàng này thì vân nó bao đẹp luôn này. Có cục đặc, có cục không đặc này. Các nào lấy tất thì em để tất giá mềm. Mềm ơi là mềm luôn. 28 cân. 4 cục. Cục nào vân đẹp rồi. Bao đẹp luôn mọi người nhé. Để cho mọi người xem này. Chùn sụn. Điểm nu có này. Vân rất là đẹp. Còn chút rác này. Chùn. Rồi cô chú chị thiện chí liên hệ em thương nhá. 4 cục 28 cân giá rất là bèo luôn. Sáng rực những cái thằng chân dây nó rất lắm chun mọi người. Mà nó gỗ nó lại nặng, vân nó lại đẹp. Đây mọi người nhìn. Phê lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.